Những lưu ý về cần câu trong Meliwa ở phiên bản sinh tồn đại dương. Cần câu được chia làm 5 loại. Đầu tiên là cần câu thường và 4 loại tiếp theo là cần câu san hô. Đối với cần câu thường thì cần câu thường được chế tạo khá là dễ so với 4 cần câu kia. Thì cần câu thường chỉ cần cây trúc, sợi tơ và đồng vàng. Còn 4 loại kia thì sẽ cần những nguyên liệu hiếm hơn và nhiều hơn. Nhưng có một điều là cần câu thường chúng ta có thể được chế tạo bất cứ lúc nào. Còn đối với 4 loại cần câu san hô kia thì chúng ta cần phải có một cái bảng công thức để chế tạo cần câu đó. Và kiếm bảng công thức đấy thì các bạn chỉ cần ra những ngôi làng chài và gặp tay câu cá truyền kỳ. Chúng ta có thể đổi đồ của lão ta. Và mỗi khi người chơi cầm cần câu lên thì người chơi sẽ ngay lập tức nhận được một hiệu ứng câu cá. Và một lưu ý nho nhỏ cho các bạn khi đi câu là chúng ta sẽ chỉ câu ở những khu vực có độ sâu là 2 ô trở lên. Còn nếu chúng ta mà câu ở khu vực có 1 ô hoặc là 0 ô ấy thì ngay lập tức cần câu của chúng ta sẽ bị giật lại. Và cuối cùng thì cần câu thường của chúng ta sẽ chỉ câu được cá, cua, rong biển. Nhưng đối với 4 loại cần san hô kia thì chúng ta sẽ có thêm tỷ lệ là câu được đá quý. Và đó là những gì mà mình biết về cần câu và cũng đã chia sẻ cho các bạn.